Hôm nay lớp học của chúng ta sẽ tiếp tục mời thầy hiệu trưởng ăn trước. Bác giám thị. Và đây là cô Bảo Mẫu. Mời cô Bảo Mẫu ăn. Rồi, còn các em học sinh, hôm nay các em đến lớp đông đủ, thầy mời các em ngồi xuống. Sit. Em đã chịu ngồi. Thầy cho em ăn. Em nào đã ngồi xuống nhờ? Em này đã ngồi luôn rồi. Cô Bảo Mẫu à, trong lớp học của tôi, bây giờ tôi đang chủ trì lớp, cô không được nạt nộ các em học sinh như vậy. Sit. Ăn. Em nào ngồi sẽ được ăn. Cô Bảo Mẫu, mời cô đi chỗ khác. Không. Cô có sự thiên vị trong lớp học của tôi đã thấy được rồi nha cô Bảo Mẫu. Tại sao có một em học sinh của tôi sợ cô phải lẩn trốn đằng kia vậy? Cô làm gì vậy? Không, lại đây em học sinh. Nhà em học sinh này không có điều kiện. Đạt nhất, ăn uống thiếu thốn, nhỏ con, đi học. Không có điều kiện cái bị cô Bảo Mẫu hất hủi. Đối xử tệ bạc. Cô Bảo Mẫu này thiên vị quá, đúng là cô Bảo Mẫu chó có khác. Rồi, sit. Bây giờ mình sẽ học với từng viên. Sit. Cái hộp này nó tưng quá. Em hư nha, sit. Em ngồi đàng hoàng, thầy cho em ăn. Sit nè, ngồi nè. Sit nè. Cô Bảo Mẫu biến đi. Cô Bảo Mẫu vô nhau. Cô Bảo Mẫu không được làm phiền lớp học của tôi nữa. Sit. Vô tự nhiên quấy rối các em học sinh. Các em học sinh ở đây ngồi trước mặt thầy nè. Thầy mệt quá. Sit hết chưa? Sit thì ăn. Ngồi chưa? Sit chưa? Sit thì ăn. Thầy thấy sao thiếu một học sinh vậy ta? Bữa nay có em nào nghỉ học vậy? Hôm nay là lớp học phụ đạo, bởi vì tụi em học ngu quá. Em nó đi học trễ, thầy dặn em tới rồi. Rồi 6 đứa, 7 đứa đủ hết rồi đó. Rồi sit. Rồi khỏi chào thầy nữa, đi tập trung học đi, ngồi xuống, sit. Sit. Thầy nói em lỗ tai cây hay lỗ tai chó gì? Còn em vô đây ăn của thầy, ăn của thầy, thầy có cho em ăn không? Sit. Ngồi ngay chỗ đó cho thầy. Thời Covid-19, đồ ăn thì khó kiếm. Tụi em không thấy hả? Tụi em thấy khổ hả? Thời con người bị phán xét khổ đau như vậy mà tụi em thấy bình thường quá ha. Bởi vì trời đâu có phạt tụi em, nên em thấy bình thường đúng không? Trời cũng không cho tụi em giúp con người trong thời gian này nữa. Tụi em để cho quỷ thần làm việc. Lúc mà tụi em hả kêu gọi học bơi tiên cá đi để thoát khỏi bệnh tật thì chả có ai xuất hiện. Học mấy em nhỏ học á, thì học tụi em dạy cho làm tiên cá. Thì người khác bắt chước tụi em làm đồ bơi tiên cá dởm dụ các em. Khi tụi em làm việc thiện đầu tiên vào năm 2006 là Tây Un là người đầu tiên làm việc thiện mà quay clip up lên YouTube. Thì từ đó là người ta đi làm việc thiện gì người ta cũng đăng lên YouTube. Và bây giờ trên YouTube với TikTok là chùm cái nơi mà chuyên phát tán làm việc thiện luôn.
nhưng mà làm việc thiện để câu view, kiếm tiền quảng cáo. Đạo đức của con người suy thoái trầm trọng. Quỷ thần đang phán xét và đang tìm những người có tội để trừng phạt. Còn tụi con sướng quá, chả bị gì. Ngồi đây tận hưởng nha, tụi con kể chuyện. Lúc tụi con giải cứu rái cá thì bắt chước tụi con nuôi rái cá làm thú cưng, để cho người ta hủy bán việc giải cứu rái cá của tụi con. Nè, nhà tôi ngay rừng nước, tôi thả rái cá về rừng, đúng rồi. Còn người ta nuôi, bắt chước theo tụi con nuôi rái cá làm thú cưng để câu view. Còn tổ chức bảo vệ động vật thấy tụi con nổi tiếng cứu động vật thì kiếm chuyện để cho tụi con dụ tụi con kia tụi con xóa hết mấy cái clip giải cứu đó đi. Khi tụi con xóa hết clip đi thì đồn tụi con là kẻ buôn lậu bán thú động vật hoang dã. Các vị đã đối xử với tụi con như vậy nên hôm nay Covid-19 đến phán xét từng người. Cho mọi người thấy tụi con là người miễn nhiễm với tất cả bệnh tật. Bởi vì tụi con không có tội lỗi, còn quý vị quá nhiều tội lỗi, quá nhiều nghiệp chướng. Bắt chước tụi con để làm những việc xấu xa hại thiên nhiên và động vật. Con thấy đó, người ta đang đau khổ ngoài kia, còn chúng ta đang ngồi đây ăn và học. Tụi con muốn tụi con phải là những con chó có trí tuệ. Leave it alone. Chính xác. Phải hiểu được những gì tôi nói như vậy đấy. Là được. Sit. Ăn. Sit. Ăn. Sit. Ăn. Sit. Ăn. Sit. 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 Hey. Sit. Sit. Con bé kia, sit. Quyết định không chịu ngồi lên bởi vì đồ ăn quá dở. Sit. Nè. Sit nè. Sit nè. Đó. Con người khó thoát khỏi đại dịch này lắm. Càng tiêm vaccine càng tạo ra biến chủng cho đến khi tôi xuất hiện. Bây giờ tôi chưa xuất hiện được, các vị thần chưa muốn tôi phải xuất hiện. Rồi tôi ôn đến lúc cũng sẽ xuất hiện thôi. Lúc tôi ôn xuất hiện thì mọi người, trời ơi cái gì mà bắt đầu. Cái ngày đó cũng sắp đến rồi, tôi biết rồi. Bây giờ chúng ta cứ tận hưởng những hạnh phúc bên nhau đi. Rồi, đau. 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 Con bé kia đau. Nằm xuống á. Đau. Nè. Đau. Đau. Còn ai nằm nữa không? Đau. Đứa nào nằm nữa? Nằm muộn màng vậy. Sao con nằm mày lựa mấy chỗ sập mày nằm không? Cái con này nó là ngộ lắm nha các bạn. Đó giờ là tôi chưa lấy tay mà rờ lên đầu được nó luôn á. Nó rất ghét người ta lấy tay mà sờ lên đầu nó như vậy nè. Ý là khinh thường nó là con chó đó. Nó không cho. Mà nó đi nằm nè, nó phải đi lựa cái chỗ nào sạch sạch nó mới nằm. Con này nhóc. Thằng nhóc mắm. Làm chó rồi. Ôi giời ơi, Honey à. Con ăn hiếp quá. Hôm nay vô lấy cho tôi thêm một chén thức ăn nữa coi. Hết rồi. Rồi đợi tôi xíu nha. Bài học tiếp theo sẽ đến với các em.